chào cả nhà, là Phương đây. Hôm nay lại tiếp tục được lên sóng ghi hình thêm những tập mới. Và bây giờ sẽ là, như cả nhà đã xem và biết, tiếp tục lại là những video, những đoạn clip hậu trường vui thôi. Mọi người biết cái không khí làm phim. Ok. Ông nội con đeo qua lép gì cảnh này tào lao. Ông thật không đọc kịch bản hả? Ông đeo tào lao. Mọi người. Đây là Nhái, vai chính vedette trong phim Con Ông Hai Lúa. Sau khi 5 tập phim thì cô ấy đã lên được cái chiếc Vario, mọi người thấy kia, 80 triệu. Đóng đó. Phim rất là nhiều tiền các bạn ạ. Đóng phim rất là nhiều tiền. Đúng rồi. Đóng phim nhiều tiền lắm. Dạ mọi người, em mượn xe, em mượn đi có một ngày em bị nói như vậy. Đóng phim nhiều tiền lắm nha. Nhưng mà ngoại trừ những nhân vật này thôi, còn tôi thì nói chung là chỉ đủ ăn bữa qua ngày, hai ngày thôi. Okay. Đây là vedette trong Ranger trắng đen nha. Rồi để review mọi người thấy chiếc xe 80 triệu. Đây nè, giả trâu mới gắn những cái miếng này nè, xe bộ hiểu không? Ý là cho người ta biết là xe mới mua. Đúng rồi, xe mới mua, thường thường để em vậy nè. Trời, đậu phộng ơi, đậu xanh, đậu má ơi. Dân đi phim chuyên nghiệp là phải có lược, có keo, rồi cái này cái gì đây? Túi da mê. Ai mở túi là kia? Không, phải mở. Mở đây coi, có gì? Có đục tục. Nó có đồ bật bếp ga nữa nè các bạn. Đi xe giờ nó chơi bếp ga luôn. Hiểu luôn á. Bếp ga luôn. Bật bếp ga. Wow. Số thì biển số Vũng Tàu. Còn đây là xe đoàn phim Chà Bá Lửa. Đó. Đây là phim Chà Bá Lửa. Đây sáng dọc. Dạ, ngày sáng luôn. Đấy, giờ làm sao rồi không? Đôi dép quay đẹp dữ. Quay em chứ quay. Cái tinh sát hả? Đây gọi là cái, nó gọi là cái gì ta? Cái gì mà của riêng tinh sát nó gọi là cái gì? Cái từ nó là cái gì ta? Bớt quay nhìn đi. Một đi trai chi rất là bé 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 khi rồi cắt xong vô thôi, vô cận cái gì mấy hợp lý không, hợp lý không, hợp lý gì đường mát nguyên đường luôn, nó nắng quá tấp rồi, nó chạy tuốt cái kia nắng kìa, tấp rồi đây mát cũng rồi nữa, cái này giá bộ mà. Ê, làm gì giờ thiệt, cũng đục mút thiệt luôn á. Em xin lỗi mọi người, tại bữa giờ em quay cái kia nó bị mưa, cái em mắc nợ người ta. Hẹn người ta hồi sáng giờ là 6 giờ mà bây giờ nè 9 giờ đồng hồ nè, thấy chưa? Focus máy coi, focus 9 giờ coi. Trời ơi. Rồi ok, 9 giờ nè, đó. Dạ, em xin lỗi mọi người. Xin lỗi mọi người thì nhanh nhanh bước tới xin lỗi mọi người kia. Xin lỗi anh quên phim. Chửi lại Cường ơi, nãy quên bấm máy quay. Tôi là chửi quay phim luôn á, tức lắm rồi đó. Biết là tụi nè, tụi đang tụt mút mà trong khi đó nguyên đoàn đợi đây là 1, 2, 3, 4, 5 mười mấy con người đợi đó. Con binh cuồng cái tán luôn người ta. Chửi chửi nó đi nhìn cho máy quay. Đeo wallet mà kêu bằng là ướt cái wallet luôn á, mồ hôi á. Rồi xin lỗi mọi người, tôi xin lỗi mọi người nhanh. Đi mua cái đồng hồ đúng không, mày đi mua đồng hồ mày đợi bắt tao đợi đúng không, đồng hồ mới kìa. Em nói gì mấy anh, thì mấy anh làm quá trời, em biết gì đâu. Đi lại xin lỗi đạo diễn, biên kịch. Dạ, mới mua đôi giày mới luôn. Ủa, hàng này nó nghiệp lắm luôn nè. Tao đi dài luôn. Con nhỏ bạn diễn đi đó, nằm hồi sáng giờ nằm hơi thay ngoài nắng. Lỗi bạn diễn. Dạ, anh xin lỗi quay phim. Đúng rồi, tốn dung lượng tao quá. Quay. Đâu nè coi. Khoa nè. Mày gánh con gái sao gọn này gánh con trai. Không anh chưa. Dân đi ra đi, ra đi. Chứ không lẽ mày định ở nhà chồng tao hay gì?
không nãy bị đụng anh, cái đụng eo không? Thấy. Coi đi. Nguyên cả một cái đoàn phim đông như vậy nè, đông như kiến cỏ vậy nè. Một đoàn phim đông như kiến cỏ như vậy mà chỉ có một cái bình nước xíu vậy nè. Làm sao mà uống đủ? Thử hỏi coi. Mày đâu biết cái xe đầu này giống vậy? Đã giáo rồi, giờ qua mà. Anh Hải, chồng của nạn nhân cho hay chiếc xe máy để lại tại hiện trường chính là của chị Thùy. Anh bao gồm là hai chiếc nhẫn và một chiếc điện thoại di động. Tiên nhiên, cái gì vậy? Nếu mà mình nhắc thoại giùm người ta mình gặp mình cũng phạt luôn đó. Để chuông đó kìa, anh để chuông kìa. Anh có kêu anh dùng điện thoại trước khi ra chuông. 50 ngàn. 50 ngàn.